Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh CV99 và mình là Vũ Việt Anh. Trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng có nhiều bạn tìm hiểu về vấn đề đó là chứng khoán là gì và đầu tư chứng khoán là như thế nào. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho mọi người tất tần tật những yếu tố cơ bản về thị trường chứng khoán để mọi người biết được chứng khoán là sao, mua bán thế nào và làm sao chúng ta có thể kiếm tiền được từ chứng khoán, cũng như là chứng khoán có những vấn đề gì mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thì tất cả những yếu tố đó sẽ có đầy đủ trong buổi video này. Và video này dành cho những ai đang bắt đầu tìm hiểu chứng khoán mọi người nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiên vấn đề đó là chứng khoán là gì. Chứng khoán ở đấy mình sẽ có thể hiểu là đại diện cho một cái doanh nghiệp cổ phần nào đó. Ví dụ chúng ta có thể thấy ở ngoài kia sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp cổ phần, ví dụ như tập đoàn Vingroup. Tập đoàn Vingroup thì người ta sẽ có một cái mã cổ phiếu đó là mã VIC, tức là mỗi một doanh nghiệp cổ phần được chào bán cổ phiếu trên thị trường thì người ta sẽ có một cái mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu này thì sẽ bao gồm 3 chữ cái. Thì ví dụ như VIC chính là mã cổ phiếu của tập đoàn Vingroup, thì chúng ta có thể lên cái trang cà phê app này. Đây này, mình sẽ bắt đầu quay trở lại nhé. Trên cái trang cà phê app này, mọi người search cho mình cái chữ ở đây là gõ chứng khoán hoặc là tên công ty. Thì ví dụ như VIC là công ty của Vingroup thì chúng ta gõ vào ấn tìm kiếm thì chúng ta sẽ thấy được VIC chính là tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần, đúng không ạ? Thì những cái công ty cổ phần nào, những công ty nào thuộc diện đó là công ty cổ phần và đủ điều kiện được limit trên sàn chứng khoán thì người ta mới có mã cổ phiếu. Và mỗi một công ty cổ phần thì nó sẽ có những mã cổ phiếu khác nhau. Ví dụ chúng ta có sắt thép Hòa Phát thì chúng ta sẽ có mã cổ phiếu là HPG, đúng không ạ? Thì chúng ta lại ấn tìm kiếm thôi là nó sẽ ra HPG. Thì ví dụ bây giờ mọi người muốn ngoài đời chúng ta chẳng hạn, chúng ta muốn biết là Vinamilk cổ phiếu nó tên là gì thì nó sẽ là VLM đấy, thì nó sẽ là tên của Vinamilk. Thì trong quá trình mà mọi người tìm hiểu chứng khoán ấy thì mọi người sẽ biết được rằng là những cái mã cổ phiếu này là của doanh nghiệp nào đó, thì cái đó nó sẽ liên quan về tới bảng giá chứng khoán, thì cái đó mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Nhưng việc đầu tiên chúng ta sẽ hiểu chứng khoán là gì. Chứng khoán chính là một cái đại diện cho một cái công ty cổ phần nào đó. Ví dụ công ty cổ phần Vinamilk thì sẽ có mã chứng khoán là VLM đó, hoặc là ví dụ chúng ta có một cái ngân hàng đó là ngân hàng Techcombank chẳng hạn thì mã cổ phiếu của nó sẽ là TCB đó, mã cổ phiếu nó sẽ là TCB đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái lưu ý gì về các mã cổ phiếu? Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý rằng là mã cổ phiếu thì nó sẽ có giá, tức là mỗi một cái công ty cổ phần ấy sau khi người ta phát hành cổ phiếu ra trên thị trường ấy, thế thì phát hành cổ phiếu nghĩa là gì? Tức là người ta chia nhỏ cái cổ phần của doanh nghiệp đó ra, sau đó người ta chào bán ra trên thị trường chứng khoán. Thì khi chào bán trên thị trường chứng khoán thì những nhà đầu tư nào, ví dụ như mọi người đây đang tìm hiểu thị trường chứng khoán, mọi người mua cổ phần tức là mọi người đang nắm giữ cái cổ phần của công ty đó. Ví dụ Techcombank hiện tại giá trên một cổ phần là 44.400 đồng, tức là mỗi một cổ phần của Techcombank có giá là 44.400 đồng. Thế thì hiện tại Techcombank đang lưu hành bao nhiêu cổ phiếu thì nó sẽ thành ra cái tổng vốn hóa thị trường của Techcombank. Ví dụ như là cái khối lượng đang lưu hành của con Techcombank là 3 tỷ 522 triệu cổ phiếu chẳng hạn, thì nhân ra nó sẽ ra được cái giá trị về cổ phần của con Techcombank đó. Nó cũng giống như chúng ta đang có một cái chiếc xe của chúng ta chẳng hạn, chiếc xe của chúng ta trị giá 1 tỷ. Thế thì bây giờ ví dụ như là chúng ta không muốn bán một chiếc xe đó với cái giá 1 tỷ mà chúng ta sẽ chia cổ phần ra. Ví dụ 1 tỷ chúng ta chia cổ phần ra trên chiếc xe đấy, chúng ta 1 tỷ chúng ta chia thành 1.000 cổ phần chẳng hạn. Thì mình cứ lấy 1 tỷ chia cho 1.000 cổ phần thì sẽ ra giá cổ phiếu trên một cổ phần đó. Đó, thì ví dụ như là mỗi một cổ phần sẽ có cái giá là 1 triệu chẳng hạn. Đấy, 1 tỷ chia cho 1.000 cổ phần, 1.000 cổ phiếu thì sẽ có giá 1 triệu trên một cổ phiếu. Thế thì mỗi một cổ phiếu nó sẽ có giá 1 triệu. Thế thì đó là cái về vấn đề đó là chào bán. Còn trong quá trình thực tế thì sẽ có sự mua đi bán lại giữa người với người. Tức là khi mà các công ty cổ phần này người ta chào bán cổ phiếu ấy thì những nhà đầu tư người ta mua cổ phiếu đó thì người ta sẽ mua bán chuyển nhượng lại cho nhau. Thì người ta chuyển nhượng theo cái giá kỳ vọng người ta thôi. Người ta chấp nhận chuyển nhượng giá cao thì giá cổ phiếu đi lên, người ta chấp nhận chuyển nhượng giá thấp thì giá cổ phiếu đi xuống. Còn giá trị doanh nghiệp của nó thì nó vẫn cứ thế làm ăn đi lên. Khi mà doanh nghiệp làm ăn tốt thì giá trị công ty đi lên, mà số lượng cổ phần không đổi thì giá trị cổ phần nó cũng sẽ tăng theo. Giá trị cổ phần tăng theo thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc đó là những người mua đi bán lại người ta cũng sẽ phải trả giá cao hơn. Thì như vậy doanh nghiệp làm ăn tốt thì thông thường giá cổ phiếu nó cũng sẽ tăng theo cái mức độ tương ứng. Thì đó sẽ là yếu tố về cổ phần mọi người nhé. Đó, thì đó là ví dụ cơ bản. Thế thì bây giờ làm sao để mình có thể theo dõi được xem là giá cổ phiếu đó đang vận động như thế nào? Thì chúng ta vào một cái trang đó là trang fan. Đây này.
Thì mình sẽ để những cái link trang này cho mọi người. Thì tại cái trang fan này nó sẽ có biểu đồ chứng khoán của một cổ phiếu. Ví dụ ở đây chúng ta đang có biểu đồ của cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup. Chúng ta sẽ có thể thấy rằng nó có những cái biểu đồ đường lên đường xuống này. Đó, và những cái biểu đồ phía dưới này. Thì ở đây biểu đồ nó sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất là biểu đồ về giá, phần thứ hai là biểu đồ về khối lượng. Biểu đồ về giá tức là cổ phiếu đó, ví dụ ở đây chúng ta đang biểu đồ là chế độ là một ngày. Tức là ở đây mình sẽ gọi là mỗi cái thanh này, người ta sẽ gọi đó là một cái nến. Mỗi cái nến này tương ứng với một ngày. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 thì là chúng ta sẽ xem nào, giá của nó đang có cái đường màu đỏ này. Đó, giá đang có một đường màu đỏ này, tức là giá 47 này. Tức là hiện tại là giá của con VIC đang là có giá 47.000. Ngày hôm nay thì giá cổ phần của VIC là 47.000. Nhưng mà ví dụ ngày hôm qua là nó có một cái nến xanh ở đây này. Đó, nó có một cái nến ở trên này. Tức là nếu như chúng ta gióng cái nến này sang bên tay phải thì chúng ta sẽ ra được cái giá hiện tại của con giá ngày hôm qua còn VIC. Ví dụ ngày hôm qua nó có cái giá là 48.300 đồng. Hôm nay thì nó giảm còn 47.000 thôi. Thì tức là mỗi một ngày nó sẽ có một cái giá khác nhau. Thì từ đó nó sẽ tạo ra một cái lối các giá với nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái biểu đồ. Thì chúng ta sẽ biết được rằng cách đây một khoảng thời gian trước, ví dụ như khoảng thời gian là tháng 8 tháng 9 2023 là con VIC giá đang rất cao, nhưng bây giờ giá nó tụt rồi. Thì từ đó là mình sẽ biết được rằng là giá cổ phiếu đang giảm xuống hoặc là tăng lên. Đó. Thì ví dụ ở đây chúng ta muốn đổi cổ phiếu chẳng hạn, chúng ta vào phần này, vào cái phần tìm kiếm này, vào cái phần tìm kiếm mã giao dịch cái này. Mọi người nhập một cái mã nào đó đi. Đấy, ví dụ mọi người muốn ngân hàng đúng không? Chúng ta có ngân hàng MB Bank thì mã chứng khoán nó là MBB. Đấy. Còn làm sao biết được là doanh nghiệp là mã chứng khoán nào thì dần dần chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ rõ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người những cái cơ bản. Và nhớ là đăng ký kênh, subscribe kênh, nhớ ấn like đi nhé, thì để chúng ta xem được những cái video tiếp theo hay nhất. Thì ví dụ chúng ta có mã cổ phiếu là MB Bank. Đó. Thì chúng ta ấn ra chúng ta sẽ biết rằng cách đây tầm khoảng độ là tầm tháng 9 năm 2023 thì giá Techcombank đang ở giá 19.000 chẳng hạn. Chúng ta gióng sang bên này. Đó. Hôm nay thì giá nó đang ở đây. Đấy, chúng ta thấy này, cái đường màu đỏ này trên cái giá hiện tại của nó này. Đường màu đỏ trên cái giá hiện tại của nó nhá. Thì hôm nay giá đang 23.400, tức là Techcombank đã tăng giá so với hồi tháng 9. Rất là tuyệt vời đúng không? Ví dụ như VIC, tập đoàn Vingroup thì giá đang xuống từ hồi tháng 9 đến giờ, nhưng Techcombank giá đang lên. Thì chúng ta sẽ biết được rằng là doanh nghiệp này là đang được tăng trưởng tốt về giá phần cổ phiếu. Thế thì khi chúng ta đầu tư chứng khoán ấy, thì thường là chúng ta sẽ mua bán cổ phiếu của những nhà đầu tư người ta đang nắm giữ cổ phiếu trước đó. Tức là trên thị trường chứng khoán nó sẽ có hai khái niệm, một là thị trường sơ cấp, hai là thị trường thứ cấp. Thị trường sơ cấp ví dụ như là sắp tới là MB Bank nó sẽ phát hành thêm cổ phiếu, thì nó sẽ bán cổ phần đó cho nhà đầu tư. Thì ai mà mua được cổ phần đó thì chúng ta sẽ mua được cổ phần từ chính việc MB Bank phát hành. Thì đó gọi là mua bán trên thị trường sơ cấp. Còn hiện tại ví dụ MB Bank nó không phát hành thêm cổ phiếu, thì anh em muốn mua cổ phiếu anh em phải mua từ những người đang chơi, đúng không ạ? Tức là giống như chúng ta muốn mua được cổ phiếu MB Bank thì chúng ta phải mua từ những người khác đang nắm giữ cổ phiếu MB Bank. Thì người ta gọi đó là mua bán trên thị trường thứ cấp. Đó. Thì ví dụ hiện tại là cái việc là cổ phiếu tăng hay giảm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thị trường thứ cấp mọi người nhé. Đó, phụ thuộc khá nhiều vào thị trường thứ cấp luôn. Ví dụ là ngày hôm nay chẳng hạn là có nhiều người ta chấp nhận bán cổ phiếu MB Bank tại vùng giá 23.4. Thì cũng có những người ta muốn mua vào tại giá này thì giá nó sẽ ở đây. Ví dụ như ngày mai mà nhiều người ta trả giá cổ phiếu cao hơn so với giá 23.4 và người ta thi nhau mua bán với cái giá cao hơn giá 23.4 thì giá cổ phiếu lại đi lên hoặc ngược lại nó sẽ đi xuống. Thì một ngày ấy, chính là một cái lến như này, chính là một cái cây thanh như này. Thì một ngày mà có bao nhiêu người được khớp lệnh và khớp lệnh được với cái khối lượng bao nhiêu cổ phiếu thì nó sẽ làm một cái dưới này. Cái dưới này là khối lượng khớp lệnh mọi người nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây này, đây này, cái góc bên trên này này, đây đang là cái khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu ngày hôm đó. Thì ví dụ chúng ta để cái con chuột ở đây, chúng ta sẽ thấy là ngày hôm đó nó khớp lệnh lên tới là 47 triệu cổ phiếu, M là triệu nhá. Tức là ngày hôm đó thì con MB Bank này được khớp lệnh mua bán giữa các nhà đầu tư với nhau là 47 triệu cổ phiếu. Ngày hôm trước thì nó khớp lệnh được có 23 triệu cổ phiếu rồi. Như vậy là chúng ta có thể biết được rằng là dạo gần đây MB Bank có đang được giao dịch nhiều hay không. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cổ phiếu nhá. Thế thì cách đầu tư chứng khoán thì để chúng ta đầu tư chứng khoán thì đơn giản thôi. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta cần phải có một cái tài khoản chứng khoán đã. Thì khi chúng ta có cái tài khoản chứng khoán rồi thì sau đó là mình sẽ bắt đầu nạp tiền vào tài khoản chứng khoán đó để mình bắt đầu mua cổ phiếu. Mình sẽ đặt lệnh mình mua. Thì cái này là khi mọi người thao tác thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trực tiếp luôn. Đó, ví dụ lát nữa mình sẽ nói thêm. Thì khi chúng ta mua cổ phiếu ấy là chúng ta phải đi tìm kiếm những con cổ phiếu nào nó sẽ có thể tăng trưởng. Mình lấy ví dụ là bây giờ mọi người nghĩ rằng là MB Bank sắp tới nó là một doanh nghiệp tốt, sắp tới nó sẽ tăng tiếp chẳng hạn. Thì ok, mình sẽ mua MB Bank ở đây. Tức là mình sẽ đặt một cái lệnh mua là mình sẽ mua MB Bank này
giá bao nhiêu tiền. Ví dụ mọi người muốn mua với giá 23.000 chẳng hạn, mọi người đặt lệnh mua giá 23.000, mọi người muốn mua bao nhiêu cổ phiếu. Ví dụ là nếu như mọi người muốn mua với 1.000 cổ phiếu chẳng hạn, thì mọi người sẽ cần bỏ ra lượng tiền là bao nhiêu. Đó, 100 cổ phiếu thì mình cứ nhân với 100 nhân 23.000 là mình sẽ ra. Muốn mua 1.000 cổ phiếu thì lấy 23.000 nhân với 1.000 cổ phiếu thì sẽ ra tổng số tiền phải trả. Đó, ngoài ra thì nó sẽ mất thêm một số khoản thuế phí khác, nói chung là không đáng kể. Thì khi mà mình mua Techcombank ở đây, chẳng hạn mọi người mua 1.000 cổ phiếu Techcombank với giá 23.000 chẳng hạn, thì mọi người cứ nhân ra là mọi người sẽ biết là mất bao nhiêu tiền. Thì khi mọi người mua mà mọi người nắm giữ, ví dụ sau này nó lên chẳng hạn, mọi người thấy là chắc là chỉ lên tới 27 thôi, hoặc lên tới 27 thì tôi bán cổ phiếu ra để tôi cầm tiền về tôi tiêu chẳng hạn, thì mọi người sẽ đặt một cái lệnh là bán cổ phiếu MBank ra với cái giá 27, thì lúc đó thì mọi người sẽ được hưởng cái phần chênh này. Cái việc mọi người cần làm đó là mọi người cần phải dự đoán cái sự biến động lên xuống của cổ phiếu, và cái này là mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, đó sẽ hướng dẫn cho mọi người đấy. Thế thì muốn đặt lệnh được mua bán cổ phiếu như thế, hay là mọi người muốn được hướng dẫn những cái thao tác chi tiết hơn trên thị trường, thì bây giờ ấy là mọi người cần phải có một cái tài khoản chứng khoán đã, sau đó mọi người tìm hiểu dần từ cái tài khoản chứng khoán đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mở tài khoản chứng khoán luôn. Cái này lát mình sẽ để cho mọi người ở đường link ở dưới phần mô tả video nhé, hoặc phần comment nhé. Để mở tài khoản chứng khoán ấy, đầu tiên mọi người vào cho mình cái trang web là vps.com.vn. Đó. Sau đó mọi người vào ấn cho mình cái nút mở tài khoản này, ở cái phần trang chủ này, ấn cho mình nút mở tài khoản này. VPS ở đây ấy, nó là công ty chứng khoán chiếm top 1 thị phần lớn nhất ở Việt Nam ấy. Đây là công ty cực kỳ uy tín luôn. Mọi người có thể lên trên Google, mọi người search là đâu là công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, thì VPS chính là công ty có thị phần chứng khoán lớn nhất. Tức là trên thị chứng khoán nó sẽ có nhiều công ty chứng khoán, thì chúng ta mở tài khoản, chúng ta nên ưu tiên mở tài khoản tại công ty chứng khoán tốt nhất mọi người nhé. Đây này, ví dụ chúng ta tìm Google này, đó, công ty chứng khoán nào có thị phần lớn nhất 2024 đấy. Được chưa? Top 10 công ty có thị phần chứng khoán lớn nhất 2024, sao để đăng ở cái bài 2022 này. Thế này. Đấy, thị phần HOSE quý 1 2024 này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy này. Này, công ty cổ phần chứng khoán VPS này là công ty đứng top 1 thị phần luôn. Đấy, thị phần một mình VPS là 20%, công ty tiếp theo là thứ hai là 9%, những công ty khác lẻ đẹt chỉ có vài phần trăm thôi. Nên là anh em mở tài khoản chứng khoán thì anh em phải mở tài khoản tại VPS, bởi vì đây là công ty thị phần lớn. Đấy, thì cái cách mở tài khoản là, một là mọi người vào cái trang VPS đây này, mọi người ấn mở tài khoản ở tại đây. Hai là mọi người ấn vào cái đường link mô tả ấy, thì mình có để đường link mở tài khoản ở phần mô tả mọi người đang xem ấy. Và cách thứ ba ấy, thì mình có để cái QR mở tài khoản ở trên màn hình ấy, thì mọi người quét mã QR thì sẽ vào được mục mở tài khoản. Ở đây thì cách mở tài khoản này đơn giản thôi, chúng ta ấn vào phần mở tài khoản ngẫu nhiên như này. Còn chúng ta cũng có thể chọn số đẹp, nhưng mà có thể nếu như chúng ta không biết chọn là chúng ta sẽ mất phí. Đó, tức là những cái số đẹp nào mà anh em mà không biết chọn là anh em sẽ phải mất tiền cơ. Thì anh em nào mà muốn mở cái tài khoản số đẹp, thì mà muốn mở tài khoản số đẹp miễn phí ấy, thì có cái số Zalo của mình ấy, thì nhắn cho mình thì mình mở cho anh em cái tài khoản số đẹp miễn phí. Ở đây thì mình có thể mở tài khoản ngẫu nhiên chẳng hạn. Đó, mọi người ở đây mọi người điền đầy đủ thông tin vào. Đấy, họ và tên này, số điện thoại email này, nhập cho mình cái mã giới thiệu là 7517 này. Đấy, 17517 của Vũ Viết Anh. Thì mọi người là nhập cái mã này vào. Thì khi mọi người nhập cái mã này vào ấy, là mình sẽ hỗ trợ cho mọi người những cái vấn đề về tìm hiểu chứng khoán, thì hỗ trợ cho mọi người từ A đến Z luôn mọi người nhé. Sau đó chúng ta ấn đăng ký và làm các cái hướng dẫn ở đằng sau. Thì cái đó thì mọi người tải thông tin về, thì mọi người mở tài khoản. Khi mọi người mở được cái tài khoản xong, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái tài khoản đấy để chúng ta có thể đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên ấy, thì khi mọi người mới đầu tư chứng khoán ấy, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta chỉ lạp một cái số tiền vui vui thôi, gọi là lạp, ví dụ lạp vài đồng vào để mua bán thử cổ phiếu để cho nó biết là giao dịch như thế nào thôi. Khi nào mà chúng ta quen rồi thì chúng ta đã lạp vốn vào để đầu tư thật. Ví dụ hiện tại là giá một cổ phiếu là 23.400 chẳng hạn, khi chúng ta đặt lệnh mua một cổ phiếu ấy, là chúng ta đặt lệnh phải mua ít nhất 100 cổ phiếu trở lên. Thì 100 cổ phiếu trở lên thì ví dụ như là chúng ta lấy 23.400 mà chúng ta nhân với 100 cổ phiếu chẳng hạn, thì chúng ta phải mất ít nhất 2.3 triệu thì chúng ta mới mua được. Nên trong quá trình mọi người đầu tư ấy, lúc thời gian đầu ấy, thì sau khi mọi người mở tài khoản xong hoặc nhắn tin cho mình để mở tài khoản xong, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người các cái cách để chúng ta nạp tiền vào. Thì mọi người chỉ nên nạp tầm vài triệu thôi, tầm 4-5 triệu mà chẳng hạn, để mọi người đặt lệnh mua thử một cổ phiếu nào đó. Ví dụ mọi người thích mua MBank chẳng hạn, mọi người mua đặt lệnh 100
cổ phiếu MBank giá 23.400. Thì ví dụ ngày mai nó lên hay ngày mai nó xuống thì mọi người sẽ tự biết được rằng là sẽ giao dịch như nào. Nói chung là thời gian đầu mọi người xác định là để học nhá. Ví dụ ngày mai nó lên được 5% chẳng hạn thì mọi người sẽ lãi được 5% của 2.3 triệu. Còn nếu như nó giảm 5% thì mọi người sẽ lỗ 5% của 2.3 triệu. Nói chung là nó không đáng kể, chủ yếu là để mình học hỏi thôi. Đó, sau này mình biết thì mình sẽ tìm hiểu những cái vấn đề về đầu tư thêm sau. Thì đó là cái lưu ý cho mọi người nhá. Và cái thị trường chứng khoán này đấy thì nó sẽ không phải lúc nào nó cũng giao dịch đâu. Nó sẽ giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu. Và nó không giao dịch vào ngày lễ, không giao dịch vào ngày Tết. Và buổi sáng ấy thì nó sẽ bắt đầu giao dịch từ lúc 9 giờ đến 11 giờ 30. Sau đó buổi chiều thì nó giao dịch từ 1 giờ chiều đến lúc 3 giờ chiều mọi người nhá. Đó, ở đây thị trường chứng khoán của chúng ta thì nó sẽ có 3 sàn. Sàn thứ nhất là sàn VN Index, hay người ta còn gọi là sàn HOSE. Thì sàn HOSE này thì nó chỉ giao dịch đến tầm 2 giờ 45 phút thôi. Sàn tiếp theo là sàn HDX, là sàn Hà Nội ấy, thì sàn này nó cũng chỉ giao dịch tới 2 giờ 45 phút thôi. Nhưng mà có một cái sàn ấy, đó là sàn Upcom ấy, là cái sàn này ấy, là nó sẽ giao dịch sàn này ấy, thì nó sẽ giao dịch đến tầm 3 giờ chiều cơ. Đấy, thế thì tại sao nó lại có những cái sàn như này? Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người. Ví dụ vừa nãy chúng ta có nói với nhau về những con cổ phiếu như HPG chẳng hạn, của Hòa Phát này, hay là Techcombank, là mã TCB này chẳng hạn. Thì những cái mã cổ phiếu này nó giống như là một cái gian hàng trong một cái chợ. Chúng ta có một cái chợ là chợ VNX, chính là cái sàn chứng khoán VNX ấy, nó là một cái chợ. Cái chợ này nó tập hợp nhiều mã cổ phiếu. Ví dụ cái chợ VNX này của chúng ta tập hợp những cái mã cổ phiếu như HPG chẳng hạn, Hòa Phát này, hay là cổ phiếu Techcombank, TCB này. Đấy, thì nó tập hợp những mã cổ phiếu đấy. Còn cái chợ khác đó là chợ HLX, nó cũng là một cái sàn khác và cũng giao dịch mua bán như bình thường mọi người nhé. Đó, nhưng mà nó là một cái sàn khác thôi và nó có một số những cái lưu ý khác, thì cái này dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó, thì sàn HLX thì nó sẽ lại bao gồm những con cổ phiếu khác, ví dụ như là những con cổ phiếu như là PVD, PVS chẳng hạn. Đó, thì những con cổ phiếu đấy là những con cổ phiếu dầu khí thì nó sẽ thuộc sàn HLX. Đó, và ví dụ những cái sàn Upcom chẳng hạn thì nó sẽ gồm những con cổ phiếu khác nữa. Nhưng mà cái sàn chính mà nhiều người quan tâm nhất đó lại là sàn HOSE, là sàn VNX. Bởi vì cái sàn này là cái giá trị giao dịch của nó là rất nhiều, còn hai sàn kia thì giá trị giao dịch không lớn. Đó, thì dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu, đầu tư chúng ta sẽ biết. Thế thì khi chúng ta đầu tư chứng khoán ấy, là chúng ta sẽ đầu tư vào cổ phiếu, chứ chúng ta không đầu tư theo sàn nhá. Sàn nó chỉ là cái chợ để nó biểu hiện xem là gì, là cổ phiếu hiện tại của cái sàn đó đang tăng hay đang giảm thôi. Nó giống như cái việc là nền kinh tế Việt Nam đợt này đang tăng trưởng, nhưng không có nghĩa rằng là tôi kiếm được tiền. Bởi vì nền kinh tế Việt Nam tăng tức là nhiều người kiếm được tiền, nhưng mà có thể tôi không kiếm được. Nhưng mà nền kinh tế Việt Nam đi xuống thì điều đó đồng nghĩa việc là nhiều người không kiếm được tiền. Nhưng mà nhỡ mày tôi lại kiếm được tiền thì sao? Đó, thế thì cái quan trọng là chúng ta là người kiếm được tiền hay không kiếm được tiền, thì nó phụ thuộc với cái cổ phiếu. Tuy nhiên khi mà cái sàn nó đi lên ấy, tức là ví dụ cái sàn VNX đi lên chẳng hạn, thì nó thể hiện được rằng rất nhiều cổ phiếu tăng, như thế là điều tốt. Còn ngược lại nó giảm là xấu. Ví dụ như ngày hôm nay nó đang giảm là xấu này. Đó, thì đó là những cái cơ bản thị trường. Thì mong là sau cái video này anh chị em sẽ hiểu qua được những cái cơ bản thị trường chứng khoán. Cái này thì mình chỉ nói qua thôi, bởi vì nó còn rất nhiều những vấn đề khác. Ví dụ như chúng ta còn phải hướng dẫn đọc bảng giá chứng khoán này. Đấy, thì ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Đây này, đây vào phần bảng giá trực tuyến này. Đây, chúng ta vào phần bảng giá trực tuyến của VN đấy, của VPS đây này. Đó, thì bảng giá chứng khoán này thì sẽ có một cái video dạy cho mọi người. Đó, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có những bảng giá chứng khoán như là ở cái phần đầu tiên này, thôi mình nói luôn đi. Cái phần đầu tiên của bảng giá chứng khoán này là chúng ta nhìn thấy là phần trên ấy, đó là phần biểu đồ. Đó, nó sẽ là biểu đồ của các chỉ số đang tăng hay giảm này. Nhìn cái này thì nó hơi đau đầu nhá. Thế nên mọi người cứ tự mở cái bảng giá lên, mọi người vừa mở bảng giá, mọi người vừa xem video của mình, mọi người sẽ rất nhanh hiểu. Sau đó ở dưới này nó sẽ có các thông tin này. Ví dụ đây nó có sàn HOSE này, mình ấn đây này. Nó sẽ ra danh sách các mã cổ phiếu của cái sàn HOSE, chính là sàn VN-Index mà vừa mình nói ấy. Đây là VN30 này, tức là top 30 cổ phiếu tốt nhất, lượng vốn hóa lớn nhất của VN-Index. Sàn HLX cái này, sàn Hà Nội này. HLX30 là top 30 cổ phiếu của cái sàn HLX tốt nhất, vốn hóa to nhất. Đó, và tiếp theo là sàn Upcom này. Thì chúng ta sẽ ra được cái danh sách các mã cổ phiếu. Thì đầu tiên đấy, đó là mã chứng khoán, tức là các mã cổ phiếu. Thì chúng ta ấn vào đây, chúng ta sẽ biết được rằng ACB tức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần A Châu, tức là ngân hàng ACB mà chúng ta biết đấy. Đó, thì nó sẽ ra được các biểu đồ này. Hướng dẫn đọc biểu đồ vừa lấy cho mọi người rồi. Trên là sự biến động giá tăng giảm, dưới là khối lượng khớp lệnh, đúng không? Đó, phần đầu tiên là phần mã chứng khoán này. TC đây là giá tham chiếu này.
tức là cái giá tham chiếu của ngày hôm đấy. Ví dụ như là khi chúng ta mua bán, giả sử chúng ta đi chợ thì chúng ta muốn mua một đôi giày thì chúng ta sẽ hỏi chủ cửa hàng là đôi giày này giá bao tiền? Chủ cửa hàng bảo giá đôi giày này 1 triệu thì chúng ta sẽ bắt đầu mặc cả. Thì cái giá tham chiếu chính là cái giá mà cái chủ hàng chào bán ở ngay buổi sáng ngày hôm đấy nhá. Cái giá trần này chẳng hạn, giá sàn này tức là gì? Tức là cái mức giá cao nhất mà cổ phiếu đó có thể là giao dịch mua bán trong ngày hôm đó. Ví dụ là ngày hôm đó là nó được chào bán với giá 10.800 thì hôm đó nó chỉ được phép tăng lên tới 11.550 thôi. Và giá sàn đấy là mức giá giảm nhiều nhất trong ngày, nó chỉ được giảm nhiều nhất về vùng giá 10.050 đồng thôi. Ngày hôm đó nó không được phép tăng quá 11.550, không được giảm quá 10.050, thì đó là ý nghĩa của giá trần, giá sàn đó. Ở đây có bên mua, ở đây có bên bán, tức là những cái người người ta đặt lệnh mua thì người ta sẽ đặt lệnh mua với cái giá 9.000, với giá khối lượng là 10 chẳng hạn, đó 100 cổ phiếu chẳng hạn. Ở đây thì người ta, ở đây là chúng ta thì nhớ thêm số 0 nhé, đơn vị tính đây là người ta để là thêm một số 0 đấy, được chưa? Đó, thì ví dụ ở đây là có người người ta mua cổ phiếu này với giá là 8.900 đồng với cái khối lượng mua là 200 cổ phiếu. Đấy, ở đây là có những người mua như này. Đó, còn sẽ có những người người ta bán với cái giá như này. Thì tức là hai người này là sẽ có những cái người chào mua với giá như này, sẽ có những người chào bán với giá như này. Thì chúng ta thích mua giá nào, bán giá nào tùy chúng ta. Có điều là chúng ta mua bán với giá đó thì cái người bên kia người ta có khớp hay không thôi. Ví dụ mọi người mua với giá 9.000 chẳng hạn, nhưng ở đây người ta bán giá 9.112 đồng cơ. Thì hai người này không thỏa thuận, tức là hai người này mua bán không cùng giá thì không khớp được. Mà không khớp được tức là chúng ta không mua bán được hàng. Thế thì muốn mua được hàng ấy là chúng ta phải mua bán với cái giá mà có người mua bán với cái giá tương đối, nó phải bằng nhau. Tôi bán giá 9.000, ông kia phải có người bán giá 9.000 thì tôi mới mua được hàng của ông đó. Còn không không có ông nào bán giá 9.000 thì tôi phải đợi đợi có người bán. Đó, thế thì khi mà cổ phiếu này nó được khớp lệnh ở cái giá nào ấy, tức là giá nào đó có người mua và người bán người ta khớp lệnh cho nhau thì nó sẽ nhảy vào đây. Tức là sẽ là cái giá hiện tại của cổ phiếu đấy là 9.112 đồng. Và khớp lệnh đến bao nhiêu rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây. Tăng giảm bao nhiêu tiền nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, ấn ở đây thì chúng ta sẽ ra được tăng giảm bao nhiêu phần trăm. Đó, thì đó là ý nghĩa nhá. Tổng cái khối lượng này tức là tổng khối lượng mà cổ phiếu đó được khớp lệnh, được giao dịch mua bán thành công từ sáng đến giờ, từ lúc mở cửa đến giờ. Ở đây thì nó có giá trung bình, tức là trong phiên thì cổ phiếu đó tăng nhiều nhất lên tới giá bao nhiêu và trong phiên thì cổ phiếu đó đã giảm về giá bao nhiêu, thì cộng hai này lại với nhau sau chia đôi thì sẽ được ra giá trung bình. Đó, thì đó là ý nghĩa của bảng giá chứng khoán. Đấy, thế thì bây giờ ấy, nói nó là lý thuyết thế thôi, thế thì muốn hiểu về thị trường chứng khoán sâu sắc hơn đấy thì bây giờ chúng ta phải thực hành đi. Đấy, bây giờ mọi người thao tác mở tài khoản đi. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người những cái phần tiếp theo để mọi người có thể là tìm hiểu thị trường chứng khoán. Mình mở tài khoản thì mình nhớ là mình chỉ nạp vài triệu vào thôi. Để mình mua bán thử xem là thị trường nó vận động thế nào để mình thử để mình biết. Sau này mình biết rồi thì mình tăng vốn mình hãng đầu tư thật chứ đừng có đầu tư luôn, mình đã biết gì đâu. Đúng không? Thì đấy cách mở tài khoản này đấy, mình để cho mọi người cái đường link ở phần mô tả đấy, về phần comment đấy thì ấn vào cái đường link đó để thao tác mở tài khoản. Hoặc là mọi người nhắn tin cho mình qua số này Zalo ấy thì mình cũng hỗ trợ cho mọi người, mình mở cho mọi người cái tài khoản cho. Đấy, còn không thì mọi người quét mã QR trên màn hình ấy để mọi người mở tài khoản. Thì mở tài khoản xong thì mình sẽ hướng dẫn mọi người những phần tiếp theo để tìm hiểu nhá. Đấy, thì nhớ đăng ký kênh, like và subscribe kênh thì để nhận được những cái hướng dẫn mới nhất về thị trường chứng khoán. Và cái quan trọng nhất nhá, mọi người tìm hiểu những cái đấy nó rất là cơ bản thôi, trước sau thì cũng hiểu. Cái quan trọng nhất là mình phải tìm được cổ phiếu nào nó tăng, giống như con Techcombank này, thì mình làm sao tìm được cổ phiếu nào nó tăng từ dưới này lên trên này để mà có lãi, thì cái đấy nó mới là cái khó. Và cái này thì mình cũng sẽ hướng dẫn và mình cũng sẽ chỉ cho mọi người luôn. Thì cái này thì chúng ta cứ tìm hiểu dần đi thì mình sẽ đến những công đoạn đó mình chỉ cho mọi người nhé. Ok, và xin chào tạm biệt tất cả mọi người.